Xin chào các bạn. Gần đây mình vô tình xem được video về cảnh nông thôn Việt Nam trên mạng xã hội của Trung Quốc. Theo đó thì bạn review này đã quay lại khung cảnh của một ngôi làng nhỏ ở miền Trung Việt Nam với những ngôi nhà có sân vườn cộng thêm không khí trong lành, môi trường sạch sẽ, nhịp sống chậm rãi. Những thứ như vậy tưởng chừng là rất bình thường mà không ngờ nó lại khiến cho không ít cư dân mạng bên Trung phải say đắm suýt xoa. Cụ thể những bình luận của họ như thế nào? Xin mời các bạn nghe thử phần luộc dịch của mình nhé. Việt Nam ghét người Trung Quốc chúng tôi có thể cảm thấy sâu sắc tại Nha Trang vào tháng 11 năm 2018. Gia đình này được coi là giàu có ở vùng nông thôn bởi vì tôi đã nhìn thấy chiếc bàn trong phòng khách của họ. Nó trông thật rất ấm áp, giá bao nhiêu để mua một ngôi nhà như vậy ở Việt Nam? Sân rộng như vậy chỉ có ở nhà của một ông chủ có tài sản hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu ở Trung Quốc. Nó ngang với khu trang trại của chúng tôi, có vẻ như diện tích còn lớn hơn. Miền quê Việt Nam đẹp lắm, tốt hơn Trung Quốc. Tôi chưa từng đến Việt Nam và những hình ảnh mà anh họ tôi chụp trong chuyến du lịch Nha Trang cách đây không lâu rất đẹp. Điều kiện nông thôn Việt Nam tốt quá, không hề kém hơn Trung Quốc. Nó mạnh hơn nhiều vùng nông thôn ở Trung Quốc. Trong suy nghĩ của tôi, sự nghèo đói ở Việt Nam đã hoàn toàn bị lật đổ. Những câu nói cũ mà tôi vẫn thường nghe, Việt Nam nghèo lắm, tất cả đều là dối trá đối với tôi. Không tệ, khá giàu. Bạn có cảm thấy nông thôn Việt Nam khá giàu, có giống như tôi cảm nhận không? Không thể nói rằng ngôi nhà tốt hơn so với nông thôn Trung Quốc, nhưng nó trông đẹp hơn hầu hết các ngôi nhà nông thôn ở Trung Quốc. Những ngôi nhà nông thôn ở Trung Quốc ít được quan tâm, chăm chút và hầu như không trồng một cây xanh nào. Làng quê của họ giàu quá. Những ngôi nhà rất đẹp nhưng không có ô tô trên đường. Ở Việt Nam, người dân được quyền sở hữu tư nhân đối với đất đai. Đồng quê Việt Nam đẹp quá, tôi rất thích khung cảnh như vậy. Em rất thích những cây dừa đó, trông đẹp quá. Đây hẳn là một đại gia đình sống chung trong một nhà ở Việt Nam. Nó phải là biệt thự ở Trung Quốc. Làng quê của họ sạch sẽ và trong lành quá. Không tệ, chỗ ở này rất tốt. Chào bạn, giá thuê chỗ này là bao nhiêu một tháng? Mình muốn thuê một ngôi nhà có sân vườn ở quê, bạn có thể trả lời được không? Không hề nghèo chút nào, nó thậm chí tốt hơn nhiều nơi ở Trung Quốc. Một căn nhà ở Việt Nam là bao nhiêu tiền trên một mét vuông? Rất đẹp, nông thôn của họ với môi trường sống rất tốt. Tại sao không có tivi? Nội thất trang trí trong ngôi nhà cũng đơn giản thôi. Đây là một gia đình địa chủ giàu có ở địa phương. Ngôi nhà thực sự đẹp. Tôi rất thích Việt Nam. Năm nay tôi 50 tuổi. Tôi thực sự muốn lập nghiệp ở vùng nông thôn Việt Nam và sống một cuộc sống không có cạnh tranh. Tôi thích kiểu sống này, không bị áp lực. Sân rất đẹp, trang viên trung bình. Vùng quê của họ tốt quá. Cố đô Huế rất đẹp, tôi thích kiến trúc ở đó. Nông thôn Việt Nam đẹp hơn nông thôn nước ta rất nhiều. Nhà cửa tốt như vậy nên có vẻ giàu có hơn ta nhiều. Tên ban đầu của Huế là Phu Chun và nó là kinh đô của vương quốc từng bị chiếm đóng ngày xưa, quê hương của các nghệ sĩ và mỹ nhân. Phu Chun đã trở lại và không nhìn thấy người đẹp nữa. Vùng quê tốt quá, đẹp hơn Lào nhiều. Phòng ở nông thôn Việt Nam hầu như không có cửa. Làm thế nào mà tôi lại thấy nó trông giống như một ngôi đền nhỏ? Trong video là hình ảnh về hội con nhà giàu Việt Nam. Tại sao những ngôi nhà lớn như thế này lại không lắp cửa, quá ít sự riêng tư và bất tiện cho người sử dụng? Tôi cảm thấy nó tốt hơn nhiều so với vùng quê của chúng tôi. Nó rất sạch sẽ và trong khi đó không ai quan tâm đến vùng quê của chúng tôi. Nếu không lắp cửa, bạn sẽ dễ gặp phải những tình huống xấu hổ. Đó là một ngôi làng cao cấp. Những người bạn Việt Nam hơi ghét người Trung Quốc chúng ta. Cách xóa bỏ hận thù rất đơn giản,
đó là hòa nhập dân tộc. Hãy để các chàng trai của chúng ta lấy lòng tất cả các mỹ nữ còn sót lại trên đất nước Việt Nam. 1 triệu nhân dân tệ có thể sống ở Việt Nam trong bao lâu? Nhà cửa bạn rất lớn, không khí trong lành hơn nhiều so với thành phố của chúng tôi. Thật ghen tị. Ái chà, ngôi nhà này có diện tích rất lớn, nhưng sàn không cao. Chúng tôi có thể xây dựng 120m² và 4 tầng. Có lẽ do móng của họ không tốt. Không có nhiều gia đình có điều kiện như vậy ở Trung Quốc, và chỗ tôi họ được coi là loại giàu có. Người Việt Nam đều là tỷ phú hết sao? Người Việt Nam đặc biệt thích người Hàn Quốc. Tất cả những ngôi nhà bên đó đều như thế này, không có cửa. Việt Nam có diện tích ruộng lớn, tôi muốn bán lúa giống cho Việt Nam. Làm thế nào để mô hình kinh doanh của tôi hoạt động? Tôi đã từng đến Việt Nam và Campuchia, và vùng nông thôn ở đó không được tốt như video này. Tôi thích nơi này, nơi không thể mua một căn nhà như vậy mới giá 20 triệu trong khu vực của tôi. Ở Trung Quốc có những khu vực rộng lớn như vậy, nơi mà chỉ có người giàu sinh sống. Cảm giác rất phong phú, giống như một biệt thự nhỏ, như một khu nghỉ dưỡng bình dị. Tôi ước mơ quá. Các bạn thân mến, video đến đây là hết rồi. Các bạn thấy sao về điều này? Thông qua bình luận của khán giả Trung Quốc thì có thể thấy sự chênh lệch giàu nghèo ở đất nước họ thực sự là lớn hơn Việt Nam. Vậy mới thấy, chính sách phát triển nông thôn mới của chính phủ Việt Nam ta đã và đang phát huy tác dụng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.